Anh vẫn còn nhớ cái ngày đó, lần đầu tiên anh liều mạng đi với một cái cô bạn người Philippines. Bọn anh đi ra một cái nhà hàng bán đồ Việt Nam duy nhất ở Singapore ở thời điểm đó, và anh ăn một cái tô phở giá là 7,5 đô la, là rất là đắt với một cái thằng sinh viên ở thời đó nghe. Cái mùi vị của nó thì cũng ở mức gần trung bình thôi, thấy không? Nhưng mà cái khoảnh khắc mà anh ăn được cái cọng giá, cái cọng ngò gai, rồi mình húp được cái miếng nước lèo nó vô, mình gần như mình muốn bật khóc tại chỗ luôn các bạn. Thì đó là cái nỗi niềm của cái đứa con sống xa xứ. Ngày hôm nay, ngay lúc này, các bạn đang sinh sống và lập nghiệp ở đâu? Mình có xa quê không? Đúng không? Và rồi dĩ nhiên là mình có thể từ dưới quê lên thành thị, giống như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng, thì cái đó cũng là xa quê rồi. Nhưng mà rồi cụ thể hơn, đó là các bạn có đang sống ở một cái đất nước khác, ở một cái phương trời khác, thì các bạn đang ở đâu, đúng không? Và rồi trong những cái ngày tháng gần đây, có khoảnh khắc nào mình băn khoăn là ở lại hay là quay về? Dĩ nhiên, cá nhân anh là cái đứa đã ra đi học hành và lập nghiệp ở xứ người, lúc đó là ở Singapore, rồi anh đã quay trở về. Và hiện giờ thì anh đang sinh sống ngay trên chính cái vùng quê hẻo lánh của mình, đó là Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Và anh tin là vì vậy mà cá nhân anh từng trải và hiểu được cái suy nghĩ, cảm nhận, cái trăn trở của người đi, người về. Tuy nhiên, thành thật mà nói là để làm được cái video này thì anh có khảo sát, anh có trò chuyện và hỏi thăm bạn bè của mình nè. Và anh hỏi thăm rất nhiều học trò của anh, là những người đang sống và đang định cư ở những cái vùng trời xa xôi hơn, như là ở châu Mỹ, châu Âu. Rồi nhiều bạn cũng đã có con cái, có nhà cửa và rất là bình an với hạnh phúc ở cái quê hương thứ hai của họ. Và rồi cũng có những người đã có được tất cả êm ấm, vững vàng, và rồi đột ngột một ngày nọ họ quay xe và trở về Việt Nam lập nghiệp. Vì vậy, anh hy vọng là cái video clip này có thể mang lại một cái góc nhìn khách quan và đa chiều cho những bạn đang sống xa quê, và thậm chí có khi cho những bạn ở Việt Nam nhưng đang ấp ủ một cái giấc mộng trời Tây, để chúng ta hiểu, mường tượng được cái cuộc chơi đó, và có khi sẽ có được cái quyết định hoặc là sự chuẩn bị vững vàng, điềm tĩnh và sâu sắc hơn. Sẵn sàng chưa? Let's go! À khoan đã, lâu ngày không có gửi gắm nên nhiều khi mọi người coi clip mà quên. Là nếu các bạn thật sự cảm nhận được những cái tâm huyết và những giá trị mà cá nhân anh và ekip gửi gắm trong các cái video này, thì các bạn nhớ đừng quên nhấn cái nút like để giúp bọn anh xác nhận với YouTube là đây là một cái video clip và nội dung có giá trị, để giúp cho kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ hãy quay trở về chủ đề của chúng ta. Thứ nhất, bôn ba hay là quay về thì thẳng thắn đi, nó đều là sự mưu cầu hạnh phúc. Bởi vì người ta ở đâu quen đó. Cho nên cái việc thay đổi chỗ ở, nơi sinh sống, công việc thì chắc chắn nó là một cái sự bất tiện khủng khiếp. Vì vậy, nếu bất cứ ai, gia đình nào họ quyết định thay đổi cái nơi ăn chốn ở, thì anh tin là chỉ vì một lý do duy nhất thôi, đó là sự mưu cầu hạnh phúc. Bởi vì họ không thể tiếp tục sống với một cái sự thiếu thốn nào đó về vật chất, về cơ hội hoặc là tinh thần ở cái nơi hiện tại. Bởi vì họ tin rằng cái cuộc sống mới ở cái vùng đất mới, hoặc là cái việc quay trở về quê hương cũ, nó đang ấp ủ nhiều hạnh phúc hơn cho bản thân họ hoặc gia đình, con cái của họ. Vì vậy, đầu tiên xin khẳng định một điều, đó là trời Tây hay trời ta, quê nhà hay thành thị thì tuyệt đối không có đúng sai. Mà hễ bản thân và gia đình của mình cảm thấy hạnh phúc thì nó đúng. Mà ngược lại, chúng ta cảm thấy u uất, bế tắc và bất hạnh thì có nghĩa là vỡ mộng. Ok. Dựa trên cái nguyên tắc này, sau đây chúng ta sẽ phân tích những cái yếu tố có thể mang lại hạnh phúc hoặc là những cái bất hạnh tiềm tàng ở cả hai tình huống. Thứ nhất là lập nghiệp nơi xứ người, và thứ hai là quay trở lại quê hương. Mọi người sẵn sàng chưa? Đầu tiên, giấc mộng trời Tây. Những cái điều thuận lợi để có thể mang lại hạnh phúc ở trời Tây, trước tiên là phải kể đến điều kiện về giáo dục và học tập. Không thể chối bỏ là ở Việt Nam chúng ta vẫn có những cái môi trường đào tạo chất lượng cao, nhưng về mặt bằng chung thì cái điều kiện giáo dục, học hỏi và phát triển bản thân ở nước ngoài thì nó vẫn đa dạng và chuyên sâu hơn. Không chỉ là giáo dục chính quy như là đến trường hoặc là học đại học rồi nghiên cứu đâu, mà thành thật mà nói là cái ngày anh quay trở về Việt Nam, một trong những cái điều mà anh nuối tiếc và anh thèm nhất, anh nhớ nhất ở Singapore,
Đó là những cái khoảng thời gian mà anh được ngụp lặn ở Kinokuniya. Đó là cái nhà sách lớn nhất của cả Đông Nam Á này, nơi mà chúng ta có thể thỏa mãn được tất cả những cái sự tò mò của mình trong tất cả những khía cạnh của cuộc sống. It's beautiful. Rồi trong cái thời gian mà anh ở New York thì cái điều mà anh hạnh phúc và thèm thuồng và ganh tị nhất với những người sống ở New York đó là Broadway. Các bạn có thể đi lang thang dọc cái đại lộ Broadway và các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái sân khấu đang sáng đèn. Và ở trong những cái sân khấu đó là những cái vở nhạc kịch kinh điển nhất của nhân loại được diễn mỗi đêm. Trong những ngày ở New York, anh và vợ mình có thể đi lang thang ở trong MET, là Metropolitan Museum of Arts, là cái viện bảo tàng về nghệ thuật đương đại của New York, trong suốt 2 ngày mà không hề chán. Ở khi đến thăm cái bảo tàng khủng khiếp này của điêu khắc và nghệ thuật của đủ các nền văn hóa từ Ai Cập cho đến Trung Quốc cho đến La Mã, Hy Lạp, mà mình chỉ đi có 2 tiếng rưỡi đồng hồ, chạy như hạng cướp, không cách gì coi kịp. Chỗ này chắc phải mất 2 ngày. Khủng khiếp. Vì vậy, anh phải khẳng định là cái điều kiện để được tiếp cận, khám phá, trải nghiệm và thưởng thức những cái tinh hoa đỉnh cao về mặt kiến thức nè, khoa học kỹ thuật nè, nghệ thuật nè, thì đó chính là một cái privilege, một cái đặc quyền của những cái siêu đô thị trên thế giới như là New York, London, Paris, Milan, rồi Tokyo, Shanghai, Hong Kong hoặc là Singapore. Kế đến, phải nói đến cơ hội công việc, sự nghiệp và thu nhập. Có đúng không? Thẳng thắn là sẽ có những cái chuyên môn, có những cái vai trò và công việc mà chỉ có thể có được khi mình làm việc ở nước ngoài thôi các bạn. Ngày đó, trong cái tập đoàn đầu tiên mà anh làm việc á, thì để được làm cái vai trò phát triển kinh doanh, business development cho cả khu vực châu Á Thái Bình Dương, thì anh chỉ có thể tìm thấy cái job đó ở bên Singapore, bởi vì đó là nơi mà cái công ty họ đặt regional headquarter, là đại bản doanh của khu vực ở Singapore. Tuy nhiên, giả sử như là nếu anh thật sự muốn làm một cái vai trò phát triển chiến lược cho hệ thống kinh doanh toàn cầu luôn, thì anh buộc lòng phải sống và làm việc tại Tokyo. Đó là nơi mà công ty họ đặt Global Headquarter, là cái đầu não của cả thế giới, 46 quốc gia trên thế giới, thì nó được đặt ở Tokyo. Right? Cho nên các bạn mường tượng được về cái cơ hội, đúng không? Và không chỉ là cái cơ hội việc làm nha, mà nó đi kèm với một cái điều tối quan trọng nữa đối với chúng ta, đó là tiền, là thu nhập. Bởi vì cái mặt bằng thu nhập ở nước ngoài thì nhìn chung nó cao hơn rất nhiều so với cái mặt bằng thu nhập ở Việt Nam ha. Tương tự như là việc cái mặt bằng thu nhập ở thành thị thì thông thường nó luôn cao hơn cái mặt bằng chung ở dưới nông thôn, đúng không ha? Cho nên là từ những công việc trí óc cho đến những công việc lao động chân tay thì nhìn chung là nếu mình làm ở bên nước ngoài thì cái tiền lương mỗi tháng, thu nhập của mình nó sẽ nhiều hơn. Yếu tố thuận lợi cuối cùng mà anh xin được đề cập đó chính là môi trường sống và chất lượng cuộc sống. Sống ở những cái quốc gia phát triển thì chúng ta sẽ ít gặp thực phẩm bẩn hơn, không khí chúng ta hít thở về mặt cơ bản nó sẽ trong lành hơn, đi ra đường chúng ta sẽ bớt thấy rác rưới, chuột chết, cứt chó hơn, lúc tính tiền và mua hàng thì chúng ta sẽ ít bị những cái người họ chen hàng hơn, rồi khi chúng ta đến các cái cơ quan hành chính thì chúng ta sẽ ít bị hành hạ hoặc là nhũng nhiễu hơn. Phải khẳng định là ít thì không có nghĩa là không có, đúng không? Nhưng những cái quốc gia càng phát triển bao nhiêu thì nó càng ít những cái khó chịu như vậy trong cái môi trường sống của chúng ta. Sao? Nghe tới giờ các bạn có thấy cái giấc mộng trời Tây nó rực rỡ, nó đẹp đẽ chưa? Mê rồi đúng không? Cho nên bây giờ thắt dây an toàn vô, siết chặt mũ bảo hiểm, quay xe. Tiếp theo là những thử thách và bất hạnh tiềm tàng khi chúng ta sống, học tập và lập nghiệp ở xứ người. Thứ nhất, rõ ràng nhất, đó là sự khác biệt về văn hóa và lối sống, những cái giá trị sống. Alright. Nếu như cái giá trị văn hóa Á Đông của người Việt Nam đó là cái văn hóa tập thể, là gia đình, là trật tự, là cái sự gắn bó, gần gũi, không? Thì cái văn hóa của phương Tây nó sẽ là văn hóa cá nhân. Nó chú trọng vào cái sự riêng tư, vào cái việc thúc đẩy, khẳng định, thể hiện và vượt lên trên. Ok. Vì vậy, có những bạn khi qua bên nước ngoài, phương Tây sẽ cảm thấy ngợp với cái văn hóa nhanh gọn, chắc bực, thực dụng, phang thẳng vô mặt trong giao tiếp, trong các mối quan hệ của người phương Tây. Hoặc là chúng ta không thể hiểu nổi cái văn hóa lịch sự đến mức gần như là giả dối của người Nhật Bản. Cái gì thích hay không thích cũng cười hết, cũng hay. Hai, hai.
cái gì cũng gật hết. Thậm chí mình nói cái gì họ cũng khen hay hết. Hay, hay, hay. Riết rồi mình chả biết là họ đang nghĩ cái gì hết. Ok. Hoặc là một cái cực kỳ thực tế nữa trong văn hóa đó là chuyện ăn uống. Má ơi, ăn uống mà cái món gì cũng bơ, cái món gì cũng cheese, thấy không? Rồi cái vị thì lúc nào nó cũng lạc lạc, béo béo, ngậy ngậy, thấy không? Nghĩ tới là thấy. Rồi có những cái quốc gia mà khi mình đi ăn thì cái món gì nó cũng giàu hết quý vị ơi. Cái món gì nó cũng chiên, cũng xào, đồ ăn lúc nào nó cũng óng ánh, óng ánh, óng ánh. Nói là biết nước nào rồi đúng không? Ha. Rồi anh vẫn còn nhớ cái hồi nào ở bên Singapore thì cái sự đau khổ lớn nhất trong việc ăn uống là gì? Là không có rau. Không, mình gọi nguyên một cái phần ăn tối chà bá lửa luôn, nhưng mà có khi nó có đúng một cái cọng cải luộc thôi hết. Tại vì cái văn hóa người ta không ăn rau, mà rau các bạn mua ngoài chợ rau nó đắt bằng thịt luôn. Mình rất là đau khổ bởi vì đồ ăn Việt Nam mình ăn nhiều rau lắm các bạn, không nha. Cho nên là anh tin là khi anh nói cái này, anh biết chắc chắn luôn là những cái người đang sống xa xứ là sẽ đồng cảm với tôi, hoặc nếu không cái khúc ruột của quý vị sẽ đồng cảm với tôi, có đúng không ha. Vì vậy cái văn hóa, cái lối sống thì trong cái thời gian đầu có vẻ như nó không có phải là cái gì quá là phức tạp, nhưng mà cứ mỗi ngày một chút nó sẽ bào mòn đi những cái niềm vui giản dị trong cuộc sống của mình, và rồi nó tích tụ thành một chút bứt rứt khó chịu, thành cái sự thèm thuồng, hoài niệm về một cái gì đó gần gũi và thân thương hơn đối với mình. Anh vẫn còn nhớ là cái ngày đó sau khi mà anh qua bên Singapore anh đi du học đúng không, thì sau khoảng 5-6 tháng gì đó, anh vẫn còn nhớ cái ngày đó lần đầu tiên anh liều mạng đi với một cái cô bạn người Philippines, bọn anh đi ra một cái nhà hàng bán đồ Việt Nam duy nhất ở Singapore ở thời điểm đó, và anh ăn một cái tô phở giá là 7.5 đô la, là rất là đắt với một cái thằng sinh viên ở thời đó nghe. Cái mùi vị của nó thì cũng ở mức gần trung bình thôi, nhưng mà cái khoảnh khắc mà anh ăn được cái cọng giá, cái cọng ngò gai, rồi mình húp được cái miếng nước lèo nó vô, mình gần như mình muốn bật khóc tại chỗ luôn các bạn. Thì đó là cái nỗi niềm của cái đứa con sống xa xứ. Thứ hai, thu nhập cao, đúng, nhưng nó cũng kèm với chi phí rất là đắt đỏ. Cái xã hội nào cũng vậy hết nha các bạn. Phải giỏi, giàu thì sẽ sống sung sướng, thoải mái. Tầm tầm, trung lưu thì ổn, đủ sống. Mà hãy yếu, nghèo là tự động đói, khổ, thiếu thốn, chật vật. Vậy thôi, hả không? Ví dụ như là mình đi làm đúng không, thì lương tháng sau thuế là được 2.000 đô. Nhiều chứ, trời ơi, lương 2.000 đô la chứ đâu ít ỏi gì quý vị. Thì tiền nhà nó hết 1.100. Tiền xăng xe, ăn uống cơ bản ngày 3 bữa hết khoảng 400. Tiền điện, nước, gas, điện thoại, internet, truyền hình cáp hết khoảng 150. Rồi cái chi phí giao tế xã hội, không? Đi ăn trưa với đồng nghiệp, đi coi phim với bạn bè 1-2 lần trong tháng hết khoảng 200 đô nữa. Cho nên nếu mà không mua sắm gì hết nha, không quà cáp, sinh nhật, cưới hỏi gì hết, thì cuối tháng còn giữ lại được 150 đô. Và dĩ nhiên là không được bệnh nha. Tuyệt đối không được bệnh. Đó. Ok. Có những bạn khi đi làm được công ty họ đóng cho cái bảo hiểm y tế ha, là rất may mắn nha, đặc biệt ở Mỹ ha, có cái bảo hiểm y tế là coi như ok ha, thì được quyền bệnh. Ok, nhưng không có được đau răng nha. Không có được mọc răng khôn, không? Về mặt cơ bản là không có được dính tới nha sĩ. Không, tại vì cái đó cái insurance nó không có cover, right? Thì bước vô văn phòng nha sĩ chớp con mắt một cái là mất một cái răng và 2 tháng lương ngay tức thì. Ok, không? Rồi ở bên nước ngoài nếu các bạn học trường công thì chất lượng rất là tốt và miễn phí, beautiful. Nhưng nếu mình thò cái đầu ra ngoài mà học thêm ballet ha, hay là học piano ha, hay là học về arts ha, vẽ vời một cái gì đó, là cái mặt xanh lè, cái ví tím ngắt ngay tại chỗ, không? Rồi ví dụ các bạn ở Mỹ đi ha, thì các bạn fast food thì nó sẽ rẻ, nhưng các bạn chỉ cần thò cái đầu vô nhà hàng một cái là nó xanh 2 con mắt liền. Chưa kể là khi nhận hóa đơn xong rồi là các bạn còn phải tips, bắt buộc phải tips nha, từ 15-20% cái hóa đơn đó nữa. Hiểu ý anh không? Cho nên là ở nước ngoài chúng ta kiếm được cái số tiền lớn hơn, đúng, nhưng trong một cái xã hội tiêu dùng cực kỳ tinh vi và hiện đại, nếu chúng ta không có cái kỹ năng quản lý chi tiêu rất là chặt chẽ và khoa học thì tiền bà bao nhiêu là ra sạch bấy nhiêu. Chưa kể các bạn sẽ lún sâu vào nợ nần, vào thẻ credit card, đúng không? Rồi vào những cái mortgage. Thì đó chính là cái mặt trái rất thử thách của chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại. Người nào sống ở nước ngoài sẽ hiểu rất rõ cái mà tôi đang nói. Cho nên tin anh đi các bạn, cái nền tảng của một xã hội văn minh, khoa học và chặt chẽ, thực ra đó là sự công bằng và sòng phẳng.
đừng có hòng làm biếng ỷ lại mà mong được sung sướng và thoải mái. Tất cả mọi thành phần trong xã hội, từ công chức cho đến bác sĩ, luật sư, từ anh lao công cho đến ông giám đốc, từ anh nghệ sĩ cho tới ông nghị sĩ, tất cả đều phải lao động rất chăm chỉ và nghiêm túc. Và làm là làm lòi con mắt ra, làm không kịp thở luôn thì mới giữ được cái job đó. Rồi dĩ nhiên là về nhà rồi buông xả rồi enjoy. Nhưng làm là làm rất khủng khiếp, chứ không có kiểu là vô công ty rồi quẹt vân tay check in xong rồi xuống vỉa hè làm ly cà phê không, rồi kéo một điếu thuốc xong rồi mới vô check email. Không có cái đó nghe mấy em. No. Cho nên anh phải rất chân thành chia sẻ cái việc này để làm chi, để có khi có những cái gia đình ở Việt Nam chúng ta nhận được cái tiền đô la, tiền euro, cái tiền yên Nhật mà các em nó gửi từ bên nước ngoài về, thì mong gia đình hiểu cho đó là máu, đó là nước mắt của tụi nó đó, chứ không chỉ là mồ hôi đâu, thật. Và cái thử thách thứ ba mà anh xin được đề cập đó là discrimination, sự kỳ thị. Có không? Thật ra cái tâm lý kỳ thị này thì ở đâu cũng có hết, vì phản ứng bầy đàn là bản năng sinh tồn trong vô thức của loài người từ xa xưa cho tới bây giờ. Khi cảm nhận được những cái áp lực và nguy cơ trong tiềm thức thì con người ta sẽ tự động co cụm lại với những nhóm người giống mình, từ ngoại hình, di truyền cho đến văn hóa, gốc gác, tư tưởng chính trị, tôn giáo, và rồi họ sẽ công kích và bài trừ những cái yếu tố xa lạ và khác biệt từ bên ngoài. Sự kỳ thị này có 3 cấp độ biểu hiện khác nhau. Có thể nó chỉ đơn thuần như là một cái sự cười cợt, chế giễu về ngoại hình hay là lối sống. Cao hơn nữa thì đó là double standard, tức là tiêu chuẩn kép trong cuộc sống và công việc. Để có được cùng một cái phần thưởng, cái sự thăng tiến và công nhận trong công việc hoặc học tập, thì người da vàng sẽ phải nỗ lực 150%, người da đen sẽ phải nỗ lực 200% so với người da trắng. Và dĩ nhiên, số 3, mức độ nghiêm trọng nhất của sự kỳ thị đó là bạo lực và xâm hại đối với những cái người nhập cư. Nếu ngày hôm nay, ví dụ các bạn đang sống ở Mỹ chẳng hạn, thì khi mình sống ở những cái thành phố hoặc những cái tiểu bang đa sắc tộc rất là nổi tiếng và rất là lớn như là California, New York hay là Houston thì không tới nỗi nào đâu, không? Nhưng nếu chúng ta đi ra khỏi cái khu vực đó và tiến sâu vào cái phần trung tâm của nước Mỹ thì có đúng không? Người da vàng hoặc là người da đen chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Và rồi bên cạnh đó, nếu mình tiếp xúc với những người càng giỏi và có trình độ cao thì cái sự cởi mở và tôn trọng của họ nó sẽ lớn hơn. Ngược lại, khi chúng ta làm việc và tiếp xúc với những cái thành phần thấp hơn trong xã hội, có trình độ thấp, thì cái sự kỳ thị và xu hướng bạo lực của họ sẽ cao hơn rất nhiều. Cuối cùng là nếu như chúng ta nỗ lực rất nhiều để có thể hòa nhập, để thích nghi, chúng ta nuôi dưỡng được năng lực, bản lĩnh của mình để vượt qua tất cả những cái rào cản, sự đào thải của văn hóa, của lối sống, của sự kỳ thị, thì có khi cái thử thách thứ tư cuối cùng đó là cái thử thách của sự kết nối, của sự cống hiến và ý nghĩa. Anh nghĩ là 15 năm về trước, đây là lý do lớn nhất đã thôi thúc anh quay trở về Việt Nam. Anh có tâm sự với các bạn về cái này trong cái video clip mà anh nhìn lại 15 năm sau khi anh quay trở về Việt Nam rồi, đúng không? Ha. Thì cơ bản là sau khi anh và bạn gái của mình khẳng định được bản lĩnh, năng lực và có được cho mình cái công việc, thu nhập, sự nghiệp và vị thế xã hội rất là ổn ở bên Singapore, thì cá nhân anh bắt đầu cảm thấy băn khoăn về cái việc đóng góp cho sự phồn thịnh và phát triển của Singapore, rồi giúp cho những cái đứa trẻ ở Singapore, ở Sri Lanka hay là ở Indonesia có được những cái trải nghiệm giáo dục sáng tạo tốt hơn, thì liệu cái việc đó có làm cho cá nhân của anh cảm thấy tự hào và mãn nguyện hay không? Cái ngày tháng đó là lúc mà anh xin công ty để tham gia vào cái dự án mở rộng thị trường sang Việt Nam. Và anh quyết định xung phong vào cái nhóm quân tiên phong để quay trở về Việt Nam, nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và mở rộng thị trường. Để rồi đến năm 2007 thì anh xin được điều chuyển về để làm việc ở Việt Nam. Quá trình chuyển đổi đó đã diễn ra như thế nào các bạn có thể xem trong cái video clip tâm sự của anh. Alright, ha. Cho nên đến thời điểm này, khi mà chúng ta đã phân tích hai mặt không của cái cuộc sống xa xứ ha, thì nhìn lại mình thấy là gì, cái bàn tay cũng có hai mặt, cho nên cuộc sống ở đâu nó cũng có hai chiều ha. Cho nên là anh nghĩ chúng ta phải có một góc nhìn rất là đa chiều để mình đón nhận, mình thích nghi, nỗ lực để tồn tại và rồi tận dụng được cái môi trường sống của mình để phát triển và rồi mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình. Ok, thì đó là cái cuộc sống ở trời Tây. Bây giờ tiếp theo nè, mọi người còn sức không, chúng ta sẽ phân tích về cái trải nghiệm nếu chúng ta quay trở về quê hương để lập nghiệp thì nó có cái thuận lợi gì và khó khăn gì. Thuận lợi lớn nhất đó là các bạn sẽ tháo gỡ được hết tất cả những cái bất lợi của việc sống xa xứ. Ok,
Tức là hồi nãy có bốn cái gì bất lợi là bây giờ nó lật lại hết, nó ngon lành cành đào hết, sung sướng. Chưa kể là nếu các bạn có được cái sự chuẩn bị nghiêm túc, cái kế hoạch và sự tích lũy, thì các bạn có thể hồi hương với một cái số vốn không hề nhỏ. Và vốn ở đây không chỉ là tiền mà còn là kiến thức nè, công nghệ nè, kỹ năng nè, trải nghiệm, bạn bè và những mối quan hệ rất là đắt giá ở bên nước ngoài. Việc này thật sự sẽ mang lại cho các bạn một cái xuất phát điểm lợi thế hơn rất nhiều khi lập nghiệp so với những người đang sống ở Việt Nam. Alright, bây giờ bất lợi. Sẵn sàng chưa những người đang ôm mộng hồi hương lập nghiệp? Đơn giản nhất là khi chúng ta hồi hương, các bạn sẽ mất hết tất cả những thuận lợi mà các bạn đã có ở nơi xứ người. Hả không? Tức là hồi nãy ở bên kia sung sướng cái gì 1, 2, 3, 4, giờ đây mất hết. Cái điều kiện sống tươm tất, sạch sẽ, trong lành, văn minh, tiện lợi trước đây biến mất. Các bạn sẽ phải quay trở về làm quen trở lại với khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi. Các bạn sẽ phải làm quen với Ninja Lip lách 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 trên đầu xe của mình, nghe rất là thân quen và gần gũi, đầy yêu thương, có đúng không các bạn? Có chắc là đầy yêu thương không? Và rồi dĩ nhiên là các bạn sẽ không được phép cau mày khi mà sếp nhờ vả các bạn một cái chuyện trên trời rớt xuống không có liên quan gì tới vai trò hay chuyên môn của mình hết. Rồi các bạn sẽ phải tươi vui chia sẻ cái đĩa trái cây dầm hoặc là cái bịch bánh tráng trộn với đồng nghiệp trong giờ làm việc. Cái này khó nhưng không quá khó, bởi vì ấy dạ, đó cũng chính là cái lý do mà em quay trở về Việt Nam đó anh Trí ạ. Hả hồn, bởi vì cái đó nó cũng đã gắn liền với cả cái tuổi thơ thân thương của em rồi anh Trí. Có khi em quay về là cũng vì cái bịch bánh tráng trộn đó anh Trí ơi. Cái sự gần gũi khà khà giữa người với người như vậy thì có khi đó cũng là một cái nét văn hóa ha, chứ không phải là lúc nào cũng chuyên nghiệp cứng nhắc những cổ máy thì mới là đúng, không ha. Well, nhưng mà cũng sẽ có những người cảm thấy sốc hoặc là không thoải mái với cái sự khác biệt đó. Nhưng bây giờ tới cái khó nhất nè quý vị, đó là cái mác Việt Kiều sẽ làm cho các bạn rất là mệt mỏi. Sau 10 năm có thể mình không có thay đổi cách mình nhìn quê hương, nhưng quê hương sẽ thay đổi cái cách nhìn đến mình. Bây giờ công việc nè. Em đi du học, em làm việc ở nước ngoài rồi mà, không lẽ mấy cái này em không có biết? Dạ, sếp ơi, anh có thể nói kỹ hơn là anh mong đợi gì ở em được không ạ? Trời ơi, em học ở nước ngoài về mà, hả không? Bây giờ cái gì em cũng mắc anh giải thích vậy? Em có biết là tôi trả lương cho em là cao hơn mấy đứa Việt Nam không? Bởi anh ơi, nhưng mà bây giờ tới gia đình nè. Được, 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 cái này là cái truyền thống của gia đình mình trước giờ rồi, nha con. Nhưng mà đây là cái việc rất riêng của con. Bởi mày sống ở bển lâu quá rồi, hả không? Cho nên là đâu có liên quan gì hả ba? Rõ ràng là sống đâu cũng vậy mà, bây giờ con chỉ muốn bảo vệ cái quan điểm của con thôi. Trời đất quỷ thật ơi, tôi lo cho nó ăn học ở Tây ở Tàu, rồi bây giờ nó về nó cãi ba nó vậy đó, nó nói ngang vậy đó. Trời đất quỷ ơi con cái. Bởi vậy sai lầm cũng là tao hết à. Ba, con không có ý đó. Ba, ba à. Anh nói trước nha, về chơi mấy ngày mấy tuần thì rất vui, nhưng nếu về quê lập nghiệp, các bạn phải chuẩn bị tinh thần. Cái điều trớ trêu và đau đớn nhất có khi là mình kinh ngạc nhận ra là mình bị kỳ thị ngay trên chính quê hương của mình, bởi vì cách mà mọi người nhìn mình thay đổi. Và đó sẽ là một điều rất là xót xa. Cho nên chúng ta không có được tưởng bở, không có được chủ quan, không? Bởi vì khi mình có một cái mong đợi là trong 10 năm mọi người không ai thay đổi hết, cái mong đợi đó sẽ làm cho các bạn tổn thương rất lớn. Và rồi thử thách cuối cùng và rất thực tế nè, là không những quê hương có thể thay đổi cách nhìn về các bạn, mà bên cạnh đó, thẳng thắn đi mọi người, quê hương cũng thay da đổi thịt rất là nhiều, cho nên các bạn không được chủ quan. Để ý ha các bạn là hey, suốt 15 năm qua anh Trí đã quay trở về quê hương mà nỗ lực khủng khiếp để chia sẻ với tất cả những cái bạn trẻ ở Việt Nam về tất cả những cái nhận thức, tư duy, kỹ năng mà anh lĩnh hội được ở bên nước ngoài. Mà không chỉ có anh Trí mà còn có hàng trăm, hàng ngàn những cái người Việt Nam, những cái chuyên gia từ nước ngoài khác, họ đến Việt Nam để giao lưu, để chia sẻ, để làm việc. Và rồi người Việt Nam ngày hôm nay cũng không còn là con ếch ở trong giếng nữa. Họ rất chủ động để học hỏi từ sách vở, từ internet, từ học online, đi du lịch ra nước ngoài, trải nghiệm, tìm kiếm, ứng tuyển làm việc từ xa những công ty nước ngoài. Và thẳng thắn đi, ngày hôm nay người Việt Nam họ cũng không còn là dạng vừa nữa đâu. Họ cũng nỗ lực khủng khiếp để bắt kịp những cái tư duy và năng lực
với thế giới. Có cảm nhận được điều đó mỗi dịp về quê ăn Tết không? Cho nên nhiều khi mình tưởng là à, mình ở nước ngoài, mình học, mình thay đổi, mình trải nghiệm, mình mở mang tầm mắt, mình trưởng thành rất nhiều. Và có khi trong 10 năm đó, quê hương của mình mọi người không ai học được cái gì, mọi người vẫn còn rất là lạc hậu. Cẩn thận, có khi không phải vậy nữa. Cho nên anh khuyên chân thành nè, đối với những bạn ấp ủ là sang nước ngoài làm việc hoặc là đi xuất khẩu lao động nè ha, 4-5 năm gì đó, rồi cố gắng tích lũy một số vốn để rồi về quê lập nghiệp, thì các bạn phải lưu ý giúp anh là cái vốn mình mang về đó chắc chắn phải là tiền rồi. Nhưng nếu nó chỉ là tiền thôi thì không có đủ đâu nghe. Mà có khi nó còn phải là bản lĩnh nè, kỹ năng nè, chuyên môn nè, cái mối quan hệ nè. Và đặc biệt là nếu bạn nào nghĩ đến việc là quay trở về Việt Nam để khởi nghiệp mỗi nơi mỗi khác, rừng nào cọp nấy, tuyệt đối không được chủ quan. Đây là bài học cay đắng khi mà anh khởi nghiệp 13 năm về trước. Ở thời điểm đó anh nghĩ là mình nè, đã chinh chiến, đã hỗ trợ setup business ở khắp Đông Nam Á. Thì lẽ nào bây giờ mình quay trở về và khởi nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, trên chính quê của mình mà mình lại không thành? Đúng không? 3 năm liền không có một đồng tiền lời nào hết. Trời mẹ ơi, ăn bằng không khí, uống lý tưởng, sống 3 ngày chờ qua đời. Cày trật suốt một thời gian rất dài rồi mới bắt đầu khôn ra, rồi mới bắt đầu tìm được lợi nhuận, rồi sau đó học hỏi, hiểu được cái xu hướng, cái tâm lý thị trường, thì tới lúc đó mới bắt đầu gầy dựng và phát triển được cho tới ngày hôm nay là một chục cái business. Right? Cho nên quay về chúng ta kiêu hãnh nhưng không được kiêu ngạo, chúng ta chủ động nhưng không được chủ quan. Ok các bạn. Rồi, tóm lại là mọi người có thấy không, là dù ở nước ngoài hay là quay trở về Việt Nam thì cái lựa chọn nào nó cũng có thuận lợi đi kèm với thử thách. Quan trọng nhất ngay lúc này chúng ta phải đi vào bên trong và xác định lại rõ với mình là ở thời điểm này trong cuộc đời của mình nè, cái gì là cái quan trọng nhất? Là sự trưởng thành, trải nghiệm hay là công việc, thu nhập, hay là cái sự kết nối, cái sự bình an, sự đóng góp, sự cống hiến hay là gia đình, đúng không? Và những điều này nó thay đổi qua những cái giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của mỗi bạn. Cho nên phải thật sự biết cho đúng là mình muốn cái gì. Thì khi đó các bạn có thể đưa ra cái sự lựa chọn tự tin hơn. Và rồi lựa chọn nào nó cũng đi kèm với cái thách thức của nó hết. Cho nên chúng ta cũng phải rất là bình tĩnh đưa ra những cái kế hoạch để chuẩn bị về kiến thức nè, về cái mối quan hệ, về hiểu biết, về trau dồi thêm cho mình những cái kỹ năng, những cái bản lĩnh. Để một khi mình đã chọn cuộc chơi, chúng ta sẽ chơi cho hết mình, chơi cho chuyên nghiệp. Thì tới lúc đó, cái xác suất chiến thắng và rồi tìm được cái hạnh phúc chân thật của mỗi người sẽ cao hơn rất nhiều, dù các bạn có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, đúng không? Dĩ nhiên là nếu cho tới thời điểm này các bạn cũng có nhiều cái sự từng trải của mình rồi, anh tin là anh nói tới đây là mình đã nhìn rõ được 8-9 phần và có thể tự đưa ra được cái quyết định. Còn lại thẳng thắn là nếu thật sự mình cũng có nhiều cái áp lực, nhiều cái lo lắng quá và nhiều cảm xúc, rồi nhiều cái góc nhìn mình vẫn còn vướng, và các bạn cần một ai đó để trò chuyện, tương tác và giúp mình hiểu mình hơn và nhìn mọi thứ một cách rõ ràng hơn, thì nếu các bạn tin tưởng, mọi người có thể sử dụng cái gói tư vấn cá nhân ha, để được trò chuyện với những cái chuyên gia trong học viện của bên anh, và từ đó chúng ta nhìn ra được cái cuộc chơi của mình một cách rõ ràng, điềm tĩnh, và tự đưa ra cho các bạn những cái lựa chọn khôn ngoan hơn, những cái sự chuẩn bị đúng và sâu sắc hơn. Ok, anh để link trong description. Và rồi, bên cạnh đó, anh rất mong là cái chủ đề này không chỉ là cái góc nhìn của anh, mà nó có thể mở ra một cái cuộc thảo luận và đóng góp sôi nổi trong cái phần comment ở bên dưới. Bởi vì cái trải nghiệm của anh quéo, thật ra nó cũng chỉ là trải nghiệm của anh mà thôi. Không? Thì anh mong là các bạn cũng có thể bổ sung thêm cho anh cái góc nhìn của các bạn và trải nghiệm của các bạn nữa. Các bạn thấy góc nhìn của anh quéo như vậy có đúng không? Có đủ chưa? Rồi, các bạn đang sống ở cái quốc gia của mình, các bạn có bổ sung thêm gì cho anh không? Đúng không? Rồi thậm chí những bạn đã quay trở về Việt Nam và bắt đầu tìm kiếm một cái công việc mới, không? Thì các bạn có gì muốn hỏi thêm anh quéo không? Nha. Còn lại thì dĩ nhiên cái góc nhìn của anh nó cũng rất là hẹp ha. Cho nên là chắc chắn đâu đó sẽ có những cái sự thiếu sót. Anh rất mong là cái video clip này sẽ mở ra một cái sân chơi để chúng ta mạnh dạn đóng góp, chia sẻ và học hỏi cùng với nhau. Cho nên thả cái chia sẻ của mình ở bên dưới. Alright. Và rồi cuối cùng thì anh xin gửi một cái lời cảm ơn rất chân thành đến tất cả những cái người bạn, đặc biệt là những cái học viên của anh, mấy bạn đang sống ở Mỹ nè, Nhật Bản, Hàn Quốc nè, rồi Úc, Canada, Phần Lan, vân vân, đã tâm sự, đã chia sẻ và đóng góp những cái góc nhìn và trải nghiệm rất chân thật để rồi giúp cho anh làm ra được cái video clip này. Nghe, đặc biệt là cái chia sẻ và tâm sự của các bạn cho anh và học viện thêm cái niềm tin và sự quyết tâm rất là mạnh mẽ để tiếp tục cái công việc mà bọn anh đang làm, để tạo ra được cái sự tương trợ, những cái khóa huấn luyện đa dạng hơn nữa để có thể đồng hành và hỗ trợ cho người Việt của chúng ta trên khắp mọi nơi trên thế giới. Cái ước mơ rất xa của anh đó là đến một ngày nào đó người Việt của chúng ta dù là lập nghiệp ở bất cứ nơi nào luôn cũng vẫn có thể bình an, hạnh phúc
thể hiện được đẳng cấp của mình, để rồi chúng ta được quyền tự hào và kiêu hãnh nói với thế giới này là tôi là người Việt. Xin được đồng hành cùng với các bạn trong cái giấc mơ chung đó nghe. Còn bây giờ thả comment để đóng góp và thảo luận cùng nhau ở bên dưới nhanh. Xin mời.